Bỏng khô luôn là một món ăn vặt có hương vị đặc biệt khó cưỡng. Khi xem một bộ phim mà có thêm một gói bỏng ngô nhai giòn tan trong miệng thật sự quá tuyệt vời. Thế nhưng những tín đồ của món bỏng ngô chắc chắn sẽ không thể bỏ qua câu trả lời cho câu hỏi ăn bỏng ngô có béo không? Chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này chi tiết nhất ở bài viết dưới đây nhé. Ăn bỏng ngô có béo không? Hàm lượng calo trong các loại bỏng ngô là bao nhiêu? Nhiều người rất ưa chuộng món bỏng ngô nhưng họ luôn thắc mắc liệu ăn bỏng ngô có béo không? Tất nhiên là cái gì nhiều quá mức cũng sẽ không tốt, việc ăn bỏng ngô cũng vậy. Trong bỏng ngô có hàm lượng caramen, đường, bơ, nên lượng calorie trong bỏng ngô khá cao. Theo nhiều nghiên cứu thì trong 100g bỏng ngô truyền thống sẽ có khoảng 382 lượng calorie. Vì vậy bạn ăn càng nhiều, bạn càng phải vận động càng nhiều để tiêu hao hết lượng calo này để tránh tình trạng tăng cân. Thông qua việc nghiên cứu hàm lượng calo trong 100g các loại bỏng ngô hiện nay, người ta đã đưa ra các con số. Bỏng ngô nếp chứa khoảng 382 calo, bỏng ngô tẻ chứa khoảng 376 calo, bỏng ngô không đường chứa khoảng 327 calo. Bỏng gạo chứa khoảng 411 calo, bắp rang bơ chứa khoảng 423 calo, bánh bỏng gạo chứa khoảng 453 calo. Ăn bỏng ngô có béo không? Câu trả lời là bạn sẽ không béo lên khi ăn bỏng ngô đúng cách. Theo các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng cho rằng bạn vẫn có thể ăn loại bỏng ngô thông thường trong quá trình giảm cân. Tốt nhất là loại bỏng ngô nguyên chất, không chứa bơ, đường, caramen và các phụ gia. Thực tế thì bỏng ngô là loại ngũ cốc nguyên hạt giống như lúa mì, hạt kê, lúa mạch. Và giá trị dinh dưỡng trong bỏng ngô khá lớn, chứa nhiều chất xơ, vitamin B1, B2, khoáng chất, protein và nhiều chất dinh dưỡng khác. Theo Bộ Y tế công bố thì trong khoảng 100g bỏng ngô sẽ có đến 35g chất xơ. Vì vậy, lượng chất xơ này sẽ giúp cho việc thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố và mỡ thừa trong cơ thể. Những chuyên gia về thực phẩm và dinh dưỡng cho rằng những người giảm cân hiệu quả chính là những người biết áp dụng linh hoạt những thực phẩm lành mạnh vào chế độ ăn uống của mình. Trong đó, bỏng ngô là một loại thực phẩm nếu bạn biết dùng đúng cách, chọn đúng loại bỏng ngô thì sẽ hạn chế được cân nặng tối ưu. 1. Ăn bỏng ngô tẻ có béo không? Đây là loại bỏng ngô được chế biến từ hạt ngô phơi săn khô. Khi bạn có tác động nhiệt vào hạt ngô này sẽ gây ra quá trình nở rộng và tạo thành món bỏng ngô. Trong các loại bỏng ngô thì loại bỏng ngô tẻ có lượng calo thấp nhất, trong 100g bỏng ngô tẻ sẽ có từ 120-140 calo. Vì vậy khi cơ thể bạn nạp dưới 150 calo vào cơ thể thì sẽ không gây ra tình trạng béo đâu nhé. Ngay cả khi đang ăn kiêng, bạn vẫn có thể ăn một lượng nhỏ bỏng ngô tẻ để làm thực đơn của mình thêm đa dạng nhé. 2. Ăn bỏng ngô nổ có béo không? Nếu là loại bỏng ngô được chế biến theo phương pháp truyền thống là không đường, không chất phụ gia thì trong 100g bỏng ngô nổ sẽ có khoảng 370 calo. Chính vì vậy, bạn không cần phải lo lắng tăng cân khi ăn một lượng nhỏ bỏng ngô nổ nhé. 3. Ăn bỏng ngô nếp ngọt có béo không? Bỏng ngô nếp được làm từ thành phần chính là hạt ngô nếp. Theo nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì trong 24g bỏng ngô nếp sẽ có chứa khoảng 3,5g chất xơ. Mà công dụng của chất xơ là hỗ trợ tống các chất độc ra khỏi cơ thể và làm giảm sự tồn tại của chất độc trong cơ thể chúng ta. Như vậy, ăn bỏng ngô nếp ngọt ở mức độ vừa phải sẽ không làm tăng trọng lượng cơ thể đâu nhé. Những công dụng lớn khi ăn bỏng ngô trong quá trình giảm cân: ăn bỏng ngô sẽ tăng cảm giác no và cảm giác thèm ăn, giúp quá trình giảm cân được hiệu quả hơn, nhưng phải có chế độ tập luyện phù hợp để mỡ thừa không tích tụ khi chúng ta nạp quá nhiều calo từ bỏng ngô. Ngoài ra, bỏng ngô còn có các tác dụng rất tốt cho sức khỏe như: 1. Ăn bỏng ngô giúp kiểm soát đường huyết. Thành phần chất xơ có trong bỏng ngô có khả năng tác động đến lượng đường huyết trong cơ thể chúng ta. Khi cơ thể nạp một lượng chất xơ cao, cơ thể sẽ tự điều chỉnh cân bằng đường huyết và insulin hiệu quả hơn. Khi giảm được sự biến động đường huyết sẽ hạn chế được nguy cơ gây tiểu đường. Vậy nên bạn đừng băn khoăn về câu hỏi ăn bỏng ngô có béo không nữa nhé. Vì ăn bỏng ngô vừa có lợi cho sức khỏe, vừa điều chỉnh được lượng đường huyết đấy. Dấu lớn xem thêm ăn ngô có béo không. Cách giảm cân với ngô đúng cách. 2. Ăn bỏng ngô làm giảm lượng cholesterol. Vẫn là công dụng của hàm lượng chất xơ cao có trong bỏng ngô sẽ giúp loại bỏ lượng cholesterol dư thừa trong động mạch và mạch máu. Từ đó nguy cơ về các bệnh tim mạch hay máu nhiễm mỡ, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ có thể hạn chế đáng kể. 3.
Ăn bỏng ngô ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Thời gian gần đây, các chuyên gia khoa học đã phát hiện ra một lượng chất polyphenol có trong bỏng ngô với tác dụng chống oxy hóa gây bất ngờ. Chất này sẽ giúp cơ thể chống lại sự phát triển của các gốc tự do gây ra nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư. Cách ăn bỏng ngô không tăng cân. Để thực đơn làm từ bỏng ngô được phong phú hơn, bạn nên có những cách chế biến ngô theo nhiều cách để ăn không bị chán. Một cách làm bỏng ngô giảm cân hiệu quả nhất. Ăn bỏng ngô có béo không phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn chế biến món ăn này như thế nào. Ở các rạp chiếu phim, bạn có thể thấy các loại bỏng ngô chứa khá nhiều phụ gia gây tăng cân nhanh chóng. Vì vậy, bạn có thể tham khảo cách làm bỏng ngô giảm cân ngay tại nhà như sau. Lấy một ít giấy bạc và hạt ngô không chứa chất bảo quản. Dùng giấy bạc bọc hạt ngô lại và cho vào lò vi sóng khoảng 3 phút sẽ có ngay món bỏng ngô thơm ngon, không gây béo. 2. Thực đơn kết hợp bỏng ngô tạo nên hiệu quả giảm cân nhanh chóng. Các thực đơn ăn kiêng để giảm cân hiện nay khá đa dạng. Bản chất của thực đơn này là ăn ít nhưng vẫn đảm bảo đủ calo cho cơ thể. Nó sẽ giúp bạn luôn cảm thấy no và không ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn. Dưới đây là thực đơn giảm cân với bỏng ngô giúp bạn thoải mái ăn món yêu thích mà vẫn giữ được vóc dáng chuẩn nhất. Thực đơn 1, một cốc bỏng ngô nhỏ và một chùm nho vào buổi sáng. Thực đơn 2, một cốc bỏng ngô nhỏ tự làm ở nhà và một quả lê vào buổi chiều. Thực đơn 3, một cốc bỏng ngô nhỏ và một ly nước ép bưởi vào buổi tối. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.